Sài Gòn Vlog xin được chào toàn thể quý anh chị nha. Thì hôm nay nhân dịp ra khu này để bay Playcam. Thì trong lúc đời mà đang sạc pin đó thì em sẽ quay lại cái giai đoạn 1 của Nghĩa Trang Bình Hưng Hòa. Giai đoạn 1 của Nghĩa Trang Bình Hưng Hòa thì bên đây cũng còn vài ngôi mộ đó anh chị ạ. Trong khu này cũng còn 4-5 ngôi mộ. Thì 4-5 ngôi mộ này sẽ được bốc tập trung vào tháng 6. Và tháng 6 cũng là giai đoạn sẽ bốc mộ tập trung của giai đoạn 2 đó anh chị. Tháng 6 thì sẽ bốc tập trung khoảng là 4.230 mấy ngôi mộ thuộc giai đoạn 2 của Nghĩa Trang Bình Hưng Hòa anh chị ạ. Thì khi mà tháng 6 bốc, họ sẽ bốc những ngôi mộ còn lại của giai đoạn 1 nha anh chị. Sau này sẽ có một con đường anh chị, một con đường chạy dài từ phía trước đó, chạy dài ra phía sau này. Một con đường rộng đâu đó tầm 20 mét nha anh chị. Không biết thì thợ hồ thấy em đứng đây sao họ nhìn em dữ gì biết. Ok. Em trong đây rau anh chị nè, trong đây rau thì nó mọc quá trời luôn anh chị. Ha, rau vừa mưa xuống anh mọc rồi anh chị. Đó, rau tươi lắm anh chị nè. Rau này rau rất là tươi anh chị, em nhổ một cây lên thử nha. Đó anh chị, rau này nó giòn, nó tươi lắm anh chị. Cái này mà trồng ở nhà thôi là ăn nhức nách luôn anh chị. Rau rất là tươi nè. Trong cái khu Nghĩa Trang này, cái khu này là mọc rau đầu tiên đó chứ. Mấy bên khu bên kia là rau nó chưa mọc đâu anh chị. Cái đây mà giờ ai quăng mấy cái dây rau, dây dưa leo rồi xuống thôi á, dưa gan là xuống thôi mọc, thì thôi là khỏi phải nói luôn anh chị. Đó, một chùm rau như vậy rất là tốt luôn anh chị nè. Mấy em đi mấy khu trong kia là chưa thấy rau mọc luôn nha, chỉ thấy khu này thôi đó. Khu này anh em thợ hồ họ đi đó anh chị, họ đi riết là con đường này nó cứng ngắc luôn. Trong kia bắt đầu cỏ gọi là cỏ lâu thì phải, cỏ bông lâu đó anh chị, bắt đầu bây giờ nó mọc. Đây là khu vực giai đoạn 1 của Nghĩa Trang Bình Hưng Hòa nha anh chị ơi. Giai đoạn này thì đâu đó tầm còn khoảng là 40 ngôi mộ còn lại thôi. Và trong khu này trước mặt chúng ta cũng còn đâu đó khoảng mấy ngôi mộ nữa anh chị. 1, 2, 3. Phía sau lưng mình còn 4-5 cái, phía này thì còn là khoảng 5 cái nữa anh chị, 5 cái. Giờ là 10 cái, là chút đi bên kia mình thống kê tiếp nha. Khu này ngày xưa còn gọi là khu Nghĩa Trang Sòng Sơn nha anh chị, Sòng Sơn. Bắt đầu mùa mưa về, những cây cỏ lâu đó anh chị, nó mọc lên nhanh ghê anh chị. Nó mới mọc lên có một đoạn ngắn mà nó có bông luôn rồi. Thì chút nữa qua khu bên kia mình bứt cây cỏ lâu. Cái cỏ này em nhớ là tên như vậy đó, còn chính xác thì có gì anh chị góp ý sau nha.
cái cây kia mua rồi mà sao cũng không bứng ta. Ok, bây giờ mình đi qua khu chính giữa nha anh chị. Khu này ngày xưa gọi là khu nghĩa trang Sòng Sơn. Sòng Sơn thì nó kéo dài tới cái cây cổ thụ kia là hết rồi anh chị ạ. Ok, mình đi ra anh chị ơi. Giai đoạn 1 của nghĩa trang Bình Hưng Hòa người ta quy hoạch để làm gì thì mình chưa rõ chị nha. Trước mắt là người ta có quy hoạch 17,5 hectare ở thuộc giai đoạn 3 của nghĩa trang Bình Hưng Hòa là sẽ xây dựng trường trung học cơ sở, trung học tiểu học và trung học cơ sở, công viên quảng trường cây xanh, là mình mới biết được giai đoạn 3 thôi. Còn giai đoạn 1, giai đoạn 2 thì lúc này mình chưa biết anh chị ơi. Đây là cái lề đường của con đường Tăng Kỳ Tăng Quý nè anh chị. Quá trời rộng luôn phải không? Con đường này được mở rộng lên tới từ 8m3 lên 32m anh chị ơi. 38m, 32m làm đường dây điện âm luôn nha. Đường dây điện âm luôn đó. Không biết đi hướng này là nó có bị ngược nắng là nó sẽ mờ lắm anh chị. Đó, những cây cỏ. Trời ơi, cây cỏ này nó tốt, giống như em nhìn vào Sài Gòn lâu lắm rồi anh chị. Bây giờ lần đầu tiên em thấy cây cỏ này em nhớ, rất là nhớ quê hương, bởi vì nó giống như cái lúa mà non đó anh chị. Cây lúa non mà khoảng 2 tuần tuổi đó anh chị ạ. À. Nó giống y chang vậy luôn đó nha. Nó tốt giống y chang như cái lúa 2 tuần tuổi đó anh chị ạ. À. Và hồi nhỏ thì ở quê mình hay làm ruộng đó anh chị. Trời ơi, ở đây có cây rau nó mọc quá trời rau luôn nè anh chị. Bây giờ mà ai vô đây nhổ rau về bán chắc anh chị không nhận ra được cây rau đâu. Cái nào gọi là cây rau dền đúng không ta? Cái cỏ nè anh chị, cỏ này trời ơi, cỏ này mà nuôi thỏ, nuôi gì ta? Cái này mà bò nó ăn thôi chứ ngọt cỏ nào ha. Ồ, cây rau này anh chị, cây rau này nó sao nó cứng vậy ta? Nó mới mọc lên mà sao thấy nó già, nó cứng vậy ta? Ồ, cây rau này mới sao thấy nó cứng vậy ha? Đó anh chị, cây rau này nè, cây rau này đây là đầu mùa mưa thôi anh chị. Đi vào mùa mưa á, cây rau nó mới tươi, mới tốt được anh chị. Đi vào mùa mưa, còn cái này với đầu mùa mưa, mưa mấy chặng là mình thấy nó nắng rồi. Nên nó nắng là cây rau nó cũng không có tốt và có xanh. Trong khu này đâu đó còn khoảng mười mấy, khoảng 5 ngôi mộ anh chị nha. Trong khu này còn 5 ngôi mộ đó anh chị. Ở đây là cây thù lù vậy ta. Anh chị nè, cây này nó có cái trái nè anh chị, cây thù lù đó anh chị. Ủa, cây này là cây gì ha? Này là cây thổ lồ, em ở quê hay gọi là cây thổ lồ, nó có cái trái bự lắm anh chị nè. Cái trái này người ta hay bán vào ngã tư đường đó anh chị. Mà công nhận mấy ngày mưa cái cây này tốt quá trời tốt nè, cái thân nó bự lắm nè. Đây anh chị. Đó, mấy ngày mưa mà cái thân cây nó bự luôn nè. Cây thổ lồ anh chị, sau này nó có trái nè. Cỏ chị, có đầu cỏ nó mọc xanh luôn. Cây cỏ này anh chị ơi. Cây cỏ nó mọc xanh mướt luôn anh chị, xanh mướt luôn. Cái này mà nuôi bò thì thôi rồi á, thả bò lên nó ăn là. Ok, mình cùng đi vào trong tiếp nha anh chị ơi.
Ở trong đây thì vẫn còn mấy ngôi mộ anh chị này. À, nhìn bằng mắt thường nè. Rau ra nhiều lắm chị, rau nhiều quá trời mà chị sao thấy một loại rau à. Mấy năm trước là em có vào đây em thấy là có nhiều loại rau lắm nha, bây giờ thấy có một loại à. Bên đây thì gần như người ta ít đổ trộm đồ hơn. Còn bên khu bên kia thì hôi lắm anh chị, vào hôi rất là hôi luôn. Khu bên này thì ít hơn, gần như là bên ngoài cổng thì có vài bao thôi. Cho nên đi vào khu này thì mình thấy nó đỡ hôi và nó sạch sẽ hơn. Còn bên giai đoạn 2, giai đoạn 3 bên kia thì thôi rồi. Người ta chở rác đi tiền, chở rác vô ta quăng ta đổ anh chị. Trong đó có những rác mà chở đổ. Cho nên là rất là hôi luôn. Trời ơi, cái cỏ này cỏ gì mà nó tốt dữ nè anh chị nè. Khu này là thuộc giai đoạn 1 anh chị nha, giai đoạn 1 của Nghĩa Trang. Và trước mặt chúng ta chính là khu lò thiêu đó anh chị. Là lò thiêu nha. Trời ơi, cái cỏ này cỏ gì anh chị? Cỏ này là cỏ gì ha? Hồi nhỏ ở quê chăn bò anh chị mà gặp được cái cỏ này thì thôi á, bò người chăn bò rất là thích mà bò rất là thích anh chị. Đó anh chị, trời ơi cỏ này nhìn thấy đây, nó chuẩn bị có một màu xanh phủ lên đây rồi nè. Trong đây thì để em coi coi còn 1, 2, 3, 4 ngôi mộ anh chị ơi. Trong khu này còn đâu đó khoảng 4 ngôi mộ nữa nha. Chắc em đi về hướng này nó hơi ngược nắng xíu rồi anh chị. Nó ngược nắng là nó bị chói cái màn hình đó, chó cái màn hình đó anh chị. Ủa cái cỏ này ngộ anh chị ha, nó mới mọc, nó mới lên có thời gian ngắn á. Mà nó đã có bông rồi nè anh chị. Ủa vậy cái cây này em gọi là bông cỏ lâu có đúng không anh chị ơi? Cây này có đúng cây cỏ lâu không anh chị? Đây nè. À, ở quận 9 và ngay chỗ làng đại học á, em nhớ là cũng có cái khu cỏ thế này, mọi người rất thích vào chụp hình đó anh chị. Xung quanh mộ ha, các cái khu mộ gần như là không, nó không có mọc, nhưng mà xung quanh các ngôi mộ nè là nó mọc dữ lắm, nó có sẵn cái mầm sẵn rồi, bây giờ mưa xuống là nó mọc lên thôi. Đó xung quanh mộ đó anh chị, xung quanh mộ là nó mọc kín hết luôn. Chờ bên đây cây cỏ, cây cỏ đấy. Cái cỏ này tốt kia anh chị. Em thì rất thích cây cỏ anh chị. Ở sáng em có quay một video ở khu vực Hóc Môn đó. Cũng toàn là đi vào cái khu vực cây cỏ và rau thôi. Trên kia có mấy máy bay anh chị. Giả sử khu này mà xây dựng chung cư đi. Giả sử khu này mà xây dựng chung cư đó anh chị thì cũng chỉ xây dựng được 20 tầng thôi anh chị nha. 20 tầng thôi, bởi vì khu này khu cắt cánh và hạ cánh, khu cắt cánh của sân bay anh chị. Cái cỏ này nó mới là cái cỏ thống trị của khu vực Bình Nghĩa Trang, Bình Hưng Hòa nè anh chị. Cái cỏ này mới là cỏ thống trị nè anh chị, biết sao không? Cái cỏ này nó còn biết cái cỏ tên gì đây mà nó cao ghê, cao kinh khủng luôn. Nó cao tới 3 mét mấy, 4 mét luôn anh chị nè. Đây là cây gốc của ngày xưa, cây gốc của nó mà lúc trời nắng đó, nó cháy hết gốc đó anh chị, là nó còn nó cháy hết cây còn cái gốc nè. Và bây giờ nó bắt đầu hồi sinh đó nè anh chị. Nó bắt đầu hồi sinh đó. Đây là những cây cỏ mà nhìn giống như những. Những cây cỏ này giống, những cây này giống như cây xả luôn anh chị. À, nhìn qua cứ tưởng cây xả à, nếu mà cây này thì chụp hình tưởng cây xả nhưng mà không phải, nó là cây cỏ mà cỏ gì đây, cỏ này nó cao lắm.
mai mốt là nó bỏ xa những cái cỏ xung quanh, nó thống trị khu vực này luôn nè. Nó cao tới em mà giơ thẳng tay còn thấp hơn nó mà. Em giơ cái tay thẳng lên cao mà còn thấp hơn nó luôn anh chị. Ok, bây giờ mình cùng đi ra, mình cùng đi ra khu vực xung quanh kia đi ha. Ủa trời, đây là cái cỏ mà em hồi nhỏ hay cho dế ăn anh chị nè. Cái cỏ này hồi nhỏ là hay và đã hồi bứt hay cho dế đó anh chị. Xong bứt cái cỏ này cho bỏ trong đó cho dế nó ăn qua đêm đó. Là cái cỏ này anh chị. Cái cỏ này nè anh chị ơi. Ồ, cái cỏ này nó non lắm anh chị, nó non. Ủa cái cỏ này nó non, bứt cái rốt. Hồi nhỏ nó chị hai chơi dế, xong bứt cái cỏ này bỏ cho dế nó ăn nè. Trước mặt mình là còn có một ngôi mộ nè anh chị, mộ này chưa bóc nè. Và trong tháng 6 này họ sẽ bóc tập trung hết luôn anh chị nha. Những ngôi mộ còn lại của giai đoạn 1 đó sẽ bóc tập trung hết luôn. Và khu này quy hoạch vào việc gì thì mình chưa biết nè. Chưa biết anh chị, họ sẽ quy hoạch vào việc gì nè. Chà, cái cỏ này chị, trời coi, coi cái chân cái lùi cái chân này chị, nó tốt nè. Chỉ cần vài trận mưa thôi, còn đi vào mùa mưa thì thôi. Cây lúa thì phải vừa có mưa mưa, vừa có nắng. Nhưng với cây cỏ mùa mưa không thì nó cũng tốt rồi anh chị. Còn cây lúa mình thì phải có mưa, có nắng nha. Dưới thì nước, trên thì nắng, nó mới tốt. Còn cây cỏ thì thôi rồi, chỉ cần có nước thôi, mưa quanh năm suốt tháng cũng được. Mà chỉ cần có nước thôi là nó tốt rồi. Ở đây cây chuối rồi bắt đầu nó cũng tươi tốt lại rồi. Trong đây thì có một hộ gia đình hai thế hệ, ba thế hệ sinh sống anh chị, ba thế hệ sinh sống. Trong đây còn vài cây xanh mà không hiểu tại sao mấy anh em chặt cây họ chưa chặt đi không biết nữa. Mình vô sau xíu coi. Kinh khủng chị, cái cây nào xẻ mà xẻ chưa được nè. Họ xẻ chưa được anh chị, chứ không phải là họ chưa xẻ đâu. Họ xẻ xong họ lấy dao họ gạt mấy cái gai đi rồi mới đưa lên xe và đưa xuống xe lại được. Nói chung những cây này thuộc đường cùng thì họ mới lấy anh chị nè. Đường cùng không còn cây để lấy nữa thì họ mới lấy cây này thôi. Chứ mà bình thường là còn cây để lấy thì họ không lấy cây này nữa đâu. Cái khu này thời gian này nó cũng đỡ rồi anh chị, mùi hôi đồ thì nó cũng bốc đi hết rồi. Anh chị thấy không, bây giờ nó có một cái màu cỏ xanh bao phủ lên khu này rồi anh chị ạ. Bây giờ chúng ta cùng ra phía sau lò thiêu đi nha. Nãy giờ là mình đi bên hông lò thiêu. Chim nè anh chị, bây giờ có cỏ non. Cỏ non thì sẽ có cào cào, cháu cháu. Chính vì vậy chim bây giờ nó xuống đây nó ăn nhiều lắm.
Chà, khu vực này em mới đi khoảng bao nhiêu ta? Khoảng 4-5 ngày em không quay lại cho mấy anh chị. 4-5 ngày em không quay lại anh chị. Mà nay cỏ nè, trời ơi, một màu xanh nó phủ lên khu này. Đó, lúc trước là khu này mộ, có mộ nhưng mà đâu dám vào đâu. Cỏ nó mọc còn cao hơn mộ, sao dám vào được. Cỏ nè anh chị, cỏ rồi đó. Đây là những cái cỏ thấp đi ha. Đây tầm những cái cỏ thấp thôi anh chị. Cỏ thấp thôi nè anh chị, đó, cỏ thấp thôi nè. Cỏ thấp này thì cào cào cháu cháu nó nhiều quá, chim nó xuống nó ăn. Mình lúc trước mà lúc còn mồ đó thì em ít dám vào đây lắm. Phải có người thì mới vào đây, còn không có người thì xin thua. Bây giờ thì không còn gì. Những cây trụ của rồi cây gỗ, cây cao, mồ đồ đập hết rồi cho nên là nó thoáng rồi anh chị. Nó thoáng rồi cho nên là mình mới dám vào đây. Chứ còn không anh chị nghĩ có ngày xưa sao dám vào anh chị. Từ đây ra tới mặt tiền xa, rất là xa luôn. Mà trong đây toàn xì ke không à. Trong đây còn xì ke, nó hút, nó chích không trong đây à. Bây giờ thì nó vẫn hút, vẫn chích đó thôi. Nhưng mà nó hút, nó chích là ôi trời, vậy toàn kim tim không nè anh chị. Cái này toàn kim tim không nè nha. Đó anh chị thấy cây kim không? Cái kim nè. Kim tim không luôn anh chị. Ôi là trời, ở đâu mà ra nhiều vậy ta. Phòng khám đồ đó thì nó đã được đưa vô lò thiêu rồi mà, ở đâu ra quá trời ta. Kim tim không anh chị nè. À trong đây cũng còn một ngôi mộ anh chị. Hồi nãy em quan sát nhìn thấy còn một ngôi mộ trong đây nha. Đó, trong đây là còn một ngôi mộ anh chị à. Ủa, trời ơi, cỏ nè anh chị ơi. Đây là phía sau lò thiêu nha anh chị ơi. Phía sau lò thiêu đó. Thì chắc là em xin chân thành cảm ơn chị rất nhiều. Bởi vì đến lúc này cũng đã gần hết pin rồi. Máy cũng đã gần kết thúc pin, gần kết thúc rồi. Như vậy lên nó cập nhật một số hình ảnh về khu giai đoạn 1 anh chị. Giai đoạn 2, giai đoạn 3 thì em đi sau nha. Bữa nay em quay sau. Cỏ này anh chị, em thích cái cỏ này ghê anh chị. Vì hồi nhỏ mình lớn lên bằng nghề nông đó anh chị. Cỏ này bò, mình chăn bò rất thích luôn. Ồ, cây cỏ chị nó tốt này. Ồ, cho cây cỏ nó tốt quá. Quá trời tốt luôn anh chị. Mình dẫm đạp nó nhưng mà sáng mai nó là hồi phục lại thôi à.